Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trở về quá khứ, tìm hiểu về những phong tục tập quán ngày Tết xưa ở một làng quê Việt Nam. Cá nhân tôi rất thích tìm hiểu về những nét sinh hoạt truyền thống và tôi tin rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Câu chuyện được trích từ tập Vườn Xuân của tác giả Hồng Lam, xuất bản năm 1945. Tác giả bắt đầu câu chuyện bằng một ngày đặc biệt, ngày cuối năm, mà ông gọi là ngày rỗ làng. Ngày này không phải để tưởng nhớ người đã khuất, mà để tưởng nhớ một biến cố đau thương của làng. Theo lời kể, vào năm 1885, khi vua Hàm Nghi xuất bôn và kinh thành Huế thất thủ, làng của tác giả đã bị tàn phá nặng nề. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa những người theo đạo Thiên Chúa và những người dân trong làng vốn theo nho giáo. Theo như tác giả chia sẻ, thời điểm đó, việc xung đột giữa những người theo đạo và không theo đạo khá phổ biến, thật đáng tiếc. Kết quả là làng bị đốt phá, nhiều gia đình ly tán. Hàng năm, cứ đến ngày này, những gia đình có người thân bị nạn lại làm cỗ cúng, vì nhiều gia đình cùng cúng dỗ vào ngày này nên người dân gọi đó là ngày dỗ làng. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về một nét văn hóa đặc sắc khác, đó là tiếng trống đêm giao thừa. Tác giả kể rằng, sau lễ trừ tịch, tất cả các gia đình đều thắp đèn sáng trưng, chờ đợi ba hồi trống của văn hội báo hiệu thời khắc giao thừa. Văn hội là nơi tập trung những người có học, có uy tín trong làng. Vì vậy, văn hội được rất nhiều người kính trọng. Tiếng trống của văn hội không phải tiếng trống bình thường, mà là tiếng trống cái lớn, đường kính khoảng một thước và dài gần hai thước. Trong đêm giao thừa yên tĩnh, ba hồi trống vang lên như tiếng sấm, Báo hiệu một năm mới đã đến. Sau tiếng trống của văn hội, tiếng trống, tiếng chuông của các gia đình cũng vang lên cùng với tiếng pháo đì đẹt, tạo nên một không khí náo nhiệt, rộn ràng đón xuân. Câu chuyện tiếp tục với những trò chơi dân gian ngày Tết. Làng của tác giả được thành lập từ cuối thời nhà Trần, khoảng năm 1377. Trong làng có ba họ lớn là họ Hồ, họ Hoàng và họ Nguyễn. Hàng năm từ mùng hai Tết, dân làng lại tổ chức nhiều trò chơi, trong đó nổi bật nhất là hội tranh củ, còn gọi là vật củ. Trên một khoảng đất rộng, trai tráng của bốn giáp trong làng chia làm hai phe, tranh nhau cướp một quả củ làm bằng củ chuối non, rồi ném vào giỏ được đặt trên một cây cọc. Phe nào ném được vào giỏ trước là thắng. Hội vật cù không chỉ là một trò chơi, mà còn mang ý nghĩa cầu mong một năm mới làm ăn thịnh vượng. Bên cạnh hội vật cù, tác giả còn kể về hội chạy ói, được tổ chức ba năm một lần. Đây là một lễ hội lớn, có sự tham gia của nhiều làng trong vùng. Các làng này cùng thờ một vị thần ở Đền Cờn, làng Phương Cần. Theo truyền thuyết, vị thần này là một bà phi của nhà Minh bên Trung Quốc. Khi nhà Minh sụp đổ, bà cùng gia nhân chạy sang Việt Nam, không may thuyền bị đắm. Thi thể của bà dạt vào bờ biển và được người dân lập đền thờ. Hội chạy ói được tổ chức để tái hiện lại sự kiện này. Người dân các làng sẽ khiêng kiệu thần, duyệt đuổi và đánh nhau trên bãi cát ven biển. Cuối cùng, tác giả còn nhắc đến hội đánh giặc Hop diễn ra 12 năm một lần, để tưởng nhớ công ơn của một vị thần đã đánh đuổi giặc Nguyễn Hữu Cầu. Hội này cũng giống như hội gióng ở làng Phù Đồng, người dân sẽ chia làm hai phe và dùng tre làm vũ khí để đánh nhau. Những hội vật cù, chạy ói, đánh giặc. Hop là những ngày hội lớn thu hút rất đông người xem, không chỉ trong làng mà còn ở các vùng lân cận đối với tác giả những ngày hội này là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên về quê hương. Quý vị nghĩ sao về những phong tục tập quán ngày Tết xưa? Các bạn có thấy thú vị không? Tóm lại qua câu chuyện của tác giả Hồng Lam chúng ta có thể thấy được những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân làng quê Việt Nam xưa, từ những ngày dỗ làng đầy ý nghĩa, tiếng trống đêm giao thừa thiêng liêng cho đến những trò chơi dân gian sôi nổi tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh tết cổ truyền đầy màu sắc cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi khám phá lịch sử xin chào và hẹn gặp lại